Lời cầu nguyện. Một, nếu như tôi đã từng làm cho ai đau khổ hoặc tổn thương bằng lời nói hay hành động, tôi xin thành tâm sám hối, nguyện cho oan trái giữa tôi và họ đều được hóa giải hết. Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho những ai đã từng làm cho tôi đau khổ, tổn thương bằng lời nói hay hành động. Cầu mong cho thân tôi không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, khẩu không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, chửi rủa, ý không tham lam, sân hận, tà kiến, không ganh ghét, đố kỵ, ích kỷ, kiêu mạn, biết khiêm hạ, tôn kính mọi người, thường thấy lỗi mình, không thấy lỗi người, và luôn luôn giữ vững tâm được bình thản trước nghịch cảnh của cuộc đời, dù bị chửi mắng, đánh đập hay mưu hại. Nguyện xin ơn trên chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia trì cho chúng con. Từ nay cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ. Tất cả lo sợ, bệnh hoạn tai nạn, phiền não oan trái, khổ đau đều được giải thoát. Sống đời đạo đức yên vui trong chánh pháp, xa lìa mọi ác nghiệp, tu nhiều thiện nghiệp, luôn luôn giữ vững chí nguyện tu hành. Thường thân cận chư Phật, được Phật thọ ký, tu Bồ Tát đạo, hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn, trước cứu độ chúng sanh đồng thành Phật đạo. 2. Cầu mong cho sư trưởng, huynh đệ, ông bà cha mẹ, anh chị em, bà con dòng họ, kẻ oán người thân của tôi, đừng có oan trái với chúng sanh, không khổ thân, không khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường được thanh tịnh, an lạc. Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia trì cho sư trưởng, huynh đệ, ông bà cha mẹ, anh chị em, bà con dòng họ, kẻ oán người thân của chúng con. Từ nay cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ. Tất cả lo sợ, bệnh hoạn tai nạn, phiền não oan trái, khổ đau đều được giải thoát. Sống đời đạo đức yên vui trong chánh pháp, phát tâm Bồ Đề, tin sâu lý nhân quả, tu đạo Bồ Tát độ thoát chúng sanh. 3. Cầu mong cho hết thảy chúng sanh trong đường thiên nhân Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, đừng có oan trái lẫn nhau, không khổ thân, không khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường được thanh tịnh, an lạc. Nguyện xin ơn trên Tam Bảo từ bi gia hộ hết thảy chúng sanh trong đường thiên nhân Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Từ nay cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu oan trái tội chướng đều được tiêu trừ. Tất cả phiền não thống khổ đều được giải thoát. Tùy ý sanh về tịnh độ của chư Phật, hạnh nguyện Bồ Tát thành tựu viên mãn, được kim căn tâm, thành bậc chánh giác, rộng độ chúng sanh đồng thành Phật đạo. 4. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng trên, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng dưới, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở khắp mười hướng, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Kinh Tâm Từ. Một, một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại xứ Xá Vệ, gần đến ngày an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa. Chư tỳ khưu từ khắp nơi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin Ngài dạy đề một thiền định. Đối tượng thiền huệ thích hợp bản tánh của mỗi tỳ khưu. Khi ấy, có 500 tỳ khưu sau khi thọ giáo đề mục thiền định xong,
dẫn nhau đến khu rừng núi Himavantu. Nơi ấy cây cối xanh tươi, có nguồn nước trong lành. Chư tỳ khưu an trú tại khu rừng núi đó, hằng ngày ngồi hành thiền dưới những cội cây. Do oai lực giới đức trong sạch của quý ngài, làm cho nhóm thiên thần ngự trên cội cây không thể ở yên ổn được, nên đành dẫn thân quyến xuống ở dưới mặt đất, làm cho họ sống rất vất vả khổ cực. Nhóm thiên thần này cùng nhau bàn luận rằng: chúng ta nên hóa ra những hình ảnh đáng ghê sợ, những thứ âm thanh rùng rợn, những mùi tanh hôi khó chịu, khiến cho các vị ấy không thể nào tiếp tục ở lại nữa. Thật vậy, chư tỳ khưu đang tiến hành thiền định và thiền huệ, ban đêm nhìn thấy những hình ảnh ghê sợ, nghe những âm thanh rùng rợn, ngửi những mùi tanh hôi rất khó chịu, làm cho tâm một số đông chư tỳ khưu bị dao động, không ổn định, sanh tâm sợ hãi. Do đó, thân thể gầy ốm, khuôn mặt xanh xao hốc hác, phát sanh bệnh hoạn, khiến cho tâm không thể an trú trong đề mục thiền định. Một hôm, chư tỳ khưu họp lại bàn với nhau rằng: chúng ta nên trở về xin phép Đức Thế Tôn an cư nhập hạ ở một nơi khác. Tất cả chư tỳ khưu đều đồng tâm nhất trí lên đường trở về xá vệ, đảnh lễ Đức Thế Tôn, kể rõ những tai họa xảy ra do nhóm thiên thần trong khu rừng núi ấy. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép chúng con an cư nhập hạ ở một nơi khác. Quán xét thấy không có chỗ nào thuận lợi hơn khu rừng ấy, Đức Thế Tôn khuyên dạy rằng: này chư tỳ khưu, chỗ khác không có nơi nào thuận lợi hơn nơi đó, các con nên trở về chỗ cũ. Lần này Như Lai sẽ dạy các con bài kinh Metta-sutta, bảo vệ cho các con được an toàn để thực hành các đề mục thiền định và thiền huệ. Trước khi hành thiền, các con nên niệm rải tâm từ, cầu mong cho tất cả chúng sanh thân thường được an lạc vô sự, tâm thường được thanh tịnh. Đừng làm khổ nhau bằng thân hoặc bằng khẩu do tâm nóng giận hận thù. Chư tỳ khưu thực hành theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, rồi cùng nhau trở lại khu rừng núi cũ. Khi ấy, nhóm thiên thần trong khu rừng ấy cảm thấy mát mẻ, an lạc do năng lực tâm từ của chư tỳ khưu, nên vô cùng hoan hỷ, hộ độ chư tỳ khưu sống yên ổn, tiến hành niệm rải tâm từ và thiền định, chứng đắc bậc thiền sắc giới làm nền tảng, làm đối tượng để tiến hành thiền huệ. Trong mùa an cư nhập hạ ấy, toàn thể chư tỳ khưu đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-la-hán cao thượng. Hai, lại nữa, một thời Đức Phật ngự tại xá vệ, khi đó có một tỳ khưu bị rắn cắn chết. Chư tỳ khưu đến đảnh lễ Đức Phật rồi thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, tối hôm qua có một tỳ khưu bị rắn cắn chết. Này chư tỳ khưu, chắc chắn vị tỳ khưu ấy không niệm rải tâm từ đến dòng tộc của bốn loài rắn chúa, nên tỳ khưu ấy mới bị rắn cắn chết. Nếu vị tỳ khưu ấy tiến hành niệm rải tâm từ đến dòng tộc bốn loài rắn chúa, thì tỳ khưu ấy không bao giờ bị rắn cắn chết. Này chư tỳ khưu, hãy tiến hành niệm rải tâm từ đến dòng tộc của bốn loài rắn chúa để bảo vệ mình không bị rắn cắn. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh không chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh hai chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh bốn chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh nhiều chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến các dòng rắn chúa, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến các loài ruồi, muỗi, rận rẹp, rắn rít, bò cạp, kiến, gián ong, nhện nhện, tắc kè, chuột, côn trùng, di trùng, vân vân. Những loài có tánh hung dữ, xin đừng làm khổ tôi. Tôi thường luôn niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, cầu xin cho tất cả chúng sinh
trong mười phương đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, cho được thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả những sự khổ não, kinh sợ, bệnh hoạn, tai nạn đều tiêu tan. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Một, rải tâm tự của tôi đến với dòng rắn Chúa tên Di Rũ Ba Kha. Rải tâm tự của tôi đến với dòng rắn Chúa tên E Rã Ta Tha. Rải tâm từ của tôi đến với dòng rắn Chúa tên Chayabutha. Rải tâm từ của tôi đến với dòng rắn Chúa tên Kanhagotama. 2. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh không chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh hai chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh bốn chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến chúng sinh nhiều chân, xin đừng làm khổ tôi. Rải tâm từ của tôi đến tất cả chúng sinh, cầu mong không một ai gặp phải cảnh khổ đau. Ba, tôi thường luôn niệm tưởng ân đức Phật vô lượng, ân đức Pháp vô lượng, ân đức Tăng vô lượng. Hằng đêm ngày cầu nguyện các loài chúng sinh là rắn, bò cạp, rít nhện, tắc kè, chuột, vân vân. Các loài bò sát ấy xin đừng làm hại tôi. 4. Con đảnh lễ chư Phật hiện tại và quá khứ, xin tất cả chúng sinh có tính hay hung dữ, cánh xa đừng hại tôi. Bài kinh Khandajuttha này làm tiêu tan chất độc, trong phạm vi rộng lớn còn ngăn được tai họa suốt cả ngày lẫn đêm. Bài kinh Khandajuttha này hành giả nên tụng niệm. Nguyện an lành, nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sáu thời luôn an lành, tất cả thời gian luôn an lành, ngưỡng mong bổn sư ban an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sáu thời luôn an lành, tất cả thời gian luôn an lành, ngưỡng mong Tam Bảo giúp an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm sáu thời luôn an lành, tất cả thời gian luôn an lành, ngưỡng mong hộ pháp giúp an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời khuyến khích: chính Đức Phật đã chỉ dạy, trong các sự bố thí chỉ có pháp thí là công đức lớn nhất, không có công đức nào sánh bằng. Vì thế chúng tôi hy vọng rằng khi quý Phật tử nghe xong đĩa nhân quả sám pháp này, rồi sang ra cho mọi người nghe, để họ hiểu thêm về giáo lý nhân quả, lành dữ, tội phước. Đây cũng là phương pháp bỏ ác, diệt khổ, hành thiện, tạo phước đức cho mình và chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai. Việc làm đó giống như một ngọn đèn mồi qua trăm ngàn ngọn đèn khác đều được sáng, thì công đức đó quả thực vô lượng vô biên. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Thank you.